Get strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay tiếp tục với con game Magic and Metal anh em à. Đây thì đã mở được cái con robot siêu to khổng lồ rồi nè. Nó có mấy thằng đệ nhưng mà cảm giác mấy thằng đệ khá là yếu. Đây có mấy cái drone thì nó tổ đội nhưng mà dễ bị giết ha. Còn có một cái máy gây đam rất là to nhưng mà lại không thể di chuyển. Này mà bị mấy cái lính bu vào đánh thì nó nhanh chết lắm. Có một cái vòng tròn sốc nhiệt, nó đánh làm cho đối tượng di chuyển chậm. Ở đây thì có cái đam gây AOE nè, trên một phạm vi. Nói chung đánh giá mấy đệ của em robot này thì hơi sida, không có tướng tăng ha, tại vì nó thuộc dòng mấy con mạnh mà không có tướng tăng. Ở đây thì lên mấy cái thành nè, ở đây thì có mấy cái thẻ để upgrade lên kỹ năng thôi, còn nếu mà unlock role thì hết rồi, hết cái phiếu unlock role thì một khi mà unlock thì nó sẽ mở thêm những thằng đệ mạnh hơn kiểu vậy. Nhưng mà ở đây thì không có cái thẻ đó, đâm ra là không có xài được. Nhưng mà siêu tập thôi, trước có mở lock zone cho những cái tướng khác rồi. Thì đây đánh quái thì sẽ trước khi mà vô thành thì sẽ có một số quái nhất định nè. Đó thì tùy vào cái lượng quái mà mình coi trước để mà sắp xếp cái đội hình cho nó hợp lý thôi. Đây thì có cái con robot này to thì nó đánh đam, gây đam khá là mạnh ha. Vô đây thì em để ý thôi, để ý coi thử. Ok, đây thì cái chỗ sốc nhiệt này nó sẽ làm cho mấy con quái đi khá là chậm ha, khá là chậm. Kỹ năng của em này thì nó gây đam và một phạm vi to nhưng mà cái tốc độ hồi chiêu của nó hơi chậm, tốc độ hồi chiêu hơi chậm anh em ạ. Mấy cái tổ đội drone thì đông thôi chứ còn giết thì chắc dễ bị giết ha. Cái súng máy thì ok hơn nè, súng máy thì nó gây đam mạnh nhưng mà được cái thì nó phải bắn tầm xa, nếu mà bị quái nó dí gần thì mấy cái máy này chịu không nổi đâu. Bắn tầm xa mới gây đam to ha. Giai đoạn đầu thì chắc vẫn ổn, gặp mấy cái con lính nhỏ thì vẫn chơi được. Thì đợt trước là đã mở ra được em phù thủy với lại một cái con robot, nhưng mà con robot kia thì mình bắn nó cảm giác là tốc độ hồi chiêu nó nhanh hơn so với cái con robot này. Robot này nó to thôi chứ còn tỷ lệ hồi chiêu của nó thì nó hơi thấp, nó hơi chậm. Nó bắn ra một cái lực công kích cũng bằng mạnh đấy, tiêu diệt được một phạm vi nhưng mà tốc độ hồi chiêu chậm quá. Không có tướng, không có mấy hàng đệ gây áp sát ha, không có mấy hàng đệ tăng, cho nên là về sau nếu mà gặp những cái gặp mấy bầy lính mà tăng á, thì đánh sợ là không đánh nổi, tại vì không có đệ tăng để ganh. Thì robot này nó không có thời gian để nó bắn, với lại thời gian hồi chiêu nó chậm nữa. Nó được cái to với lại gây đam tổng lực thôi, thì hồi chiêu thì hơi chậm. Ở đây thì upgrade thêm, nó có một cái màn bảo vệ ha, con tướng này thì nó có thêm một cái màn bảo vệ nữa, giảm sát thương khi mà bị nhận phải. Đó, đây thì mình tiếp tục qua cái thời kỳ tiếp theo. Cái dòng thời gian thì nó sẽ chia ra hai dòng thời gian của phù thủy với lại máy móc robot, thì nó sẽ có dòng thời gian riêng. Bữa sau thì chắc đã quay lại một em phù thủy khác. Bữa nay thì làm thử cái em robot khổng lồ này. Thì nếu mà cái con robot này thì thường đánh vào những cái tổ đội nhỏ không có tăng thì nó đánh rất là ok, tại vì nó có cái lượng đam và đánh xa rất là ngon. Nhưng mà nếu mà gặp mấy con quái tăng thì có vẻ khó chơi anh em, khó chơi. Thì nếu mà gặp những cái con lính nhỏ nhỏ mà nó đi theo chùm thì cái con robot này nó phát huy hiệu quả rất là mạnh nha. Nếu mà những cái con quái mà đi theo chùm như thế này thì phù hợp cho cái con robot siêu to khổng lồ này nó bem. Còn gặp mấy thằng quái tăng mà nó đi lẻ tẻ thì nó lại không phát huy được cái sức mạnh của nó. Mấy con tướng tăng thì con này bắn chắc không nhẹ đâu. Đây, đây lắp thêm khá là nhiều súng máy nè. Có cái lượng súng máy này thì nó gây đam mạnh lắm. Thêm cái vòng thời gian này, vòng sốc nhiệt này thì làm cho quái nó đi chậm, di chuyển chậm ha. Được cái này hỗ trợ cho cái việc bắn thôi, nhưng mà nó cũng không rộng lắm. Mình cảm giác như là nó đi qua hai bên thì vẫn được, nó không có mạnh lắm. Đó thì nói chung là điểm mạnh là tích hợp giết với mấy bọn quái nhỏ. Mình lính mà đi theo chùm á thì con robot này nó phù hợp, nhưng mà với các cái dạng lính tăng mà đi lẻ tẻ thì nó lại không thích hợp lắm ha, không thích hợp lắm để dùng cái con này. Nó hiện tại nó không có mấy hàng lính tăng, không có mấy hàng lính tăng để bảo kê, đâm ra là nếu mà bị áp sát thì rất là khó chơi ha, bị áp sát rất là khó chơi đấy. Nó khúc này thấy cũng có vẻ hơi đuối rồi này. Ok, qua được màn 6 rồi, được một cái repair option, cái sửa chữa thành ha. Ok, sẽ làm thêm một trận nữa đi, xem coi là cái độ khó nó lên chưa. Thì càng về sau thì quái với lại mấy cái đi đép thì nó đi thủ thành thì sẽ gặp những cái lính mạnh hơn, nên phải upgrade liên tục. Coi quảng cáo nó cũng upgrade ha, mình có tìm thấy cái mục quảng cáo trong shop á, anh em coi thì nó sẽ tăng được cái lượng tiền tệ để mà upgrade hình tướng của mình. Ở đây thì nói chung là chưa có cái unlock zone là mình hết rồi. Cần phải có cái unlock zone thì lúc đấy mới mở ra được những hàng đệ mới ha, mới mở được những hàng đệ mới. Ở đây không có thì là thua rồi. Đó. Ok, chơi qua thời kỳ 9 xem nào, đây nó lên tới thời kỳ 9 rồi nè. Đó, đây có những cái hàng tướng tăng rất là mạnh nha, có những cái con tập ọt á. Thì thường thì robot thì sẽ đi đánh với lại phù thủy, còn nếu mà chơi nhánh tướng là phù thủy thì sẽ đi đánh dạng robot. Đó, nó đảo ngược lại, nó có hai dòng thời gian cho mình chọn. Thì đây mình đang ở dòng thời gian của robot, cho nên là sẽ đi đánh những cái con tộc phù thủy. Đó, có những cái con mà nó dịch chuyển ngay lại gần nè. Bắt đầu thấy khó rồi đó, khi mà gặp những cái con tộc ọt nó trâu á, nó đi lẻ tẻ, nó sẽ câu cái lực đam cho những cái con mà nhít nhít. Đây, những cái con này vô sẽ đánh thành của mình nè, phải thủ thành nha, thành bể là coi như thua. Đặt thêm những cái súng máy ra để gây thêm đam. Cái điểm yếu duy nhất của con tướng robot này là không có những cái hàng đệ tăng, thiếu những hàng đệ tăng trâu bò ha. Nó có nhưng mà phải unlock zone, phải kiếm mấy cái phiếu unlock những cái hàng đệ mới thì mới có được, chứ ở đây hiện tại thì không có. Đó, gặp những cái thằng tộc họp mà tăng này bắn rất khó chịu nha, bắn mãi nó không chết luôn á, phải nâng cấp nữa. Như này thì khả năng là rao sau sẽ đuối, cái thời kỳ tiếp theo thì có khả năng là sẽ bị đuối khi mà bọn này bắt đầu nó trâu rồi. Súng máy bắn còn không chịu nổi, mà súng máy là thuộc cái dạng gây đa mạnh á, nhưng mà thấy cũng bắn cũng khá là đuối rồi nè. Càng về sau thì càng phải nâng cấp thôi, nếu mà muốn ngon thì phải nâng cấp tướng với lại nâng cấp mấy cái phụ kiện này lên, nó gây đa mạnh hơn. Cái lượng mana hồi không kịp luôn mà. Ở đây thì có cái lượng súng máy nó khá là ok, nên là vẫn control được cái khúc này. Khúc này thì em phải để ý xem là nó có sát hành mình không. Sát thì phải cẩn thận nha, không là mất máu nào không hay á. Thực cái dàn súng máy này thì cái cover cũng khá là mạnh, đâm ra là trụ được rồi. Qua được hiệp 9 rồi nè, đẩy qua được màn 9 rồi. Nó không cho cái unlock zone anh em, mà cho cái research không mà. Research thì chỉ để tăng cấp thôi. Qua được cái thời kỳ 9 rồi ha. Research thì nó chỉ là lên thời kỳ 11 luôn nè, thì nó sẽ có những cái thời kỳ phụ là ở phía trên với phía dưới là thời kỳ phụ, còn cái thời kỳ chính sẽ là cái dòng đi ở giữa. Ở đây mình upgrade lên nè, upgrade cái thiết bị lên ha, upgrade cái súng máy lên level 2. Chưa có cái thẻ, nó chưa cho cái thẻ unlock đệ mới, đâm ra là chưa có kiếm được đệ mới cho cái hàng tướng này. Mỗi con tướng nó sẽ có một đệ riêng nha, nhưng mà cái thẻ thì nó sẽ xài chung. Cái thẻ, mấy cái thẻ là xài chung, nếu mà xài hết cho tướng một tướng thì các tướng khác anh em sẽ không có thẻ mà xài. Ok, đây thì mình sẽ đánh một cái nhánh phụ đi, mình sẽ thử đánh một cái nhánh phụ ở thời kỳ 7 nè. Ở thời kỳ 7 có một cái nhánh phụ ha, mình sẽ thử đánh cái nhánh phụ cho anh em coi. Cái nhánh phụ thì nó được phần thưởng ok, nó cũng được phần thưởng nhưng mà nó sẽ được thêm, nó sẽ dễ hơn. Thời kỳ 9 thì càng về sau nó càng khó, nhưng mà thời kỳ phụ thì nó sẽ tạo điều kiện cho mình ăn thêm vật phẩm đó, kiểu vậy. Ở đây thì thời kỳ thứ 7 thì nó thời kỳ phụ thôi, đâm ra là mấy lính nhỏ nhỏ này thì con robot này nó control được, nó cover được cái chỗ này, bắn ra một cái lượng sát thương diện rộng mà. Nhưng mà mấy thằng đệ drone của mình thì cảm giác nó phế lắm, nó chỉ đông thôi chứ mà nó dễ bị giết lắm. Mấy này thì không mạnh đâu anh em mà. Nếu mà mở được tướng khác thì chắc thay bọn drone này thôi, tại vì hiện tại thì chưa có cái phiếu mở đệ mới, đâm ra là vẫn phải xài, câu kéo thời gian thôi, chứ còn thì nó cũng không có được mạnh lắm đâu. Ok, thì nếu anh em coi tới đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lần sau sẽ kiếm một em phù thủy mới chơi thử. Robot thì chơi 2 em rồi, em này thì mình đánh giá cũng không cao lắm đâu anh em, mà nếu mà gặp mấy lính mà tăng thì chơi khó chơi lắm. Ok, thôi chắc mình kết thúc video clip để thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.